Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia Nguyễn Ngọc Trâm Anh sẽ tư vấn tới quý vị về tầm quan trọng của nước và điện giải trong cải thiện hiệu suất chơi bóng. Tiếp đó, cựu tiền đạo quốc gia Trịnh Tấn Thành của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ hướng dẫn quý vị kỹ thuật truyền và nhận bóng bằng lòng bàn chân cùng những biến thể của kỹ thuật này trong thi đấu. Cuối chương trình là câu chuyện thể thao, đội tuyển U11 Hưng Yên sẵn sàng cho mùa giải mới. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tư vấn và chỉ dẫn ngay sau đây, chuyên gia Nguyễn Ngọc Trâm Anh, Bộ phận Khoa học Thể thao, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ đưa ra tư vấn về tầm quan trọng của nước và điện giải với các cầu thủ trong cải thiện hiệu suất tập luyện và thi đấu. Mời quý vị cùng theo dõi. Mối liên quan giữa mất nước và hiệu suất thi đấu. Khi cơ thể thiếu hoặc mất nước, sự suy giảm về cả hiệu suất phong độ lẫn tâm lý đều giảm sút. Năm 1999, nhà khoa học Mark Grego thực hiện một nghiên cứu trên hai nhóm cầu thủ cho thấy sau 90 phút, nhóm cầu thủ được bù dịch sẽ cảm thấy ít mệt mỏi hơn và cho ra thang điểm RPE, chỉ số mệt mỏi chủ quan thấp hơn nhóm không được bù dịch. Cũng từ nghiên cứu này, mức độ mất nước trên 2% khối lượng cơ thể ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu suất, bao gồm những kỹ năng như chạy bứt tốc ở cường độ cao, ngắt quãng hay kỹ năng dê bóng. Khi khối lượng cơ thể bị sút hơn 2%, chẳng hạn cầu thủ nặng 70kg bị sút hơn 1,4kg, hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra như chuột rút, buồn nôn, nôn ói hoặc những vấn đề về dạ dày, ruột. Dấu hiệu nhận biết mất nước là gì? Dấu hiệu mất nước đôi khi không rõ ràng nên ít cầu thủ chú ý. Tuy nhiên, dấu hiệu đơn giản và dễ dàng nhận biết nhất là màu sắc nước tiểu. Khô miệng hay khát nước cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu nước. Do đó, các cầu thủ nên uống nước thường xuyên, không nên chờ tới khi khát mới bổ sung nước. Cần uống bao nhiêu và như thế nào? Việc bù đủ nước và điện giải có thể giúp cầu thủ tối đa hóa hiệu suất trên sân và phòng tránh mệt mỏi gây ra do tập luyện ở cường độ cao. Lượng dịch cần bổ sung sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân, từng bộ môn thể thao cũng như thời tiết. Có nhiều cách để uống nước cho hợp lý. Trong một trận thi đấu bóng đá, kỹ thuật truyền và nhận bóng bằng lòng bàn chân chiếm khoảng 70% thời gian thi đấu. Trong tạp chí thể thao và cuộc sống số này, huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hướng dẫn quý vị về kỹ thuật này. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại sân bóng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng tôi đến với một buổi tập luyện của đội tuyển U13 với phần hướng dẫn của huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành. Thưa huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành, ngày hôm nay thì huấn luyện viên sẽ giúp cho Đăng Mạnh cũng như là quý vị khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tìm hiểu về kỹ thuật chuyền bóng bằng lòng ạ. Chuyền và nhận bóng bằng lòng thì cái cơ bản thì nó có 5 bước. Bước 1 là mình chạy đà. Bước 2 là đặt chân trụ. Và bước thứ ba là vung chân lăn, bước thứ tư là tiếp xúc bóng, bước thứ năm là kết thúc bóng. Kỹ thuật truyền và nhận bóng bằng lòng thì có mấy biến thể ạ? Cái cơ bản thì mà hai người đứng đối diện với nhau, mình truyền đứng đối diện với nhau truyền bóng bằng lòng. Và cái người nhận bóng là người mà chuẩn bị nhận bóng thì tư thế lúc nào cũng lúc sức để cho cái cơ thể mình nó linh hoạt để mình giữ cái bóng chạm đầu tiên cho nó tốt. Thứ hai là mình truyền, mình di chuyển, nhận bóng bằng lòng bằng cái chạm đầu tiên cho nó tốt vào trong cái tầm kiểm soát của mình. Chứ mình nhận cái bóng bằng lòng mà nó văng ra tốt ở ngoài kia thì này là đối phương nó đã cướp rồi. Đó là di chuyển. Và cái thứ ba là mình truyền và nhận bóng bằng lòng bằng cái hình kim cương. Các em xem tư thế mọi người, quan sát mọi người, xem đối phương. Và cái thứ tư là truyền và nhận bóng bằng khe để kết thúc cầu môn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ có 5 bước để thực hiện động tác truyền và nhận bóng bằng lòng cùng với 4 biến thể của kỹ thuật này. Bây giờ thì huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành sẽ hướng dẫn chúng ta 5 bước để thực hiện kỹ thuật truyền và nhận bóng bằng lòng. Bước đầu tiên là chạy đà, xong rồi đặt chân trụ ngang bóng. Ba là vung chân lăn. Thứ tư là tiếp xúc bóng. Và thứ năm là kết thúc bóng. Nên mình di chuyển là vào đà thẳng, lấy là cơ bản chạy đà, đặt chân trụ, vung chân lăn, tiếp xúc ngay tâm bóng và kết thúc bóng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem các cầu thủ của đội U13 sẽ thực hiện động tác này như thế nào. Thưa huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành, cái động tác truyền và nhận bóng bằng lòng tại chỗ như vậy thì cần phải chú ý điều gì và các bạn thì thường hay mắc phải những cái lỗi như thế nào ạ? Cái thứ nhất là chân trụ
đặt chân trụ phía sau ống. Cái thứ hai nữa, cái lòng các bạn không buông gốc, nó sẽ vào gót, nó sẽ vào mũi, thì trái bóng nó sẽ không đi cuộn lại được. Thế biết bóng bằng cái lòng nó vuông gốc như vậy. Vậy là điều chú ý nhất đối với góc này, đó là khi mà tiếp xúc bóng thì lòng bàn chân sẽ phải vuông gốc. Vuông gốc với cái chân trụ. Động tác này thì các bạn cũng sẽ phải tập bằng cả hai chân, chân thuận và chân nghịch. Chân thuận và chân nghịch. Dạ. Nó sẽ lặp đi lặp lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với biến thể thứ hai của động tác này chứ ạ. Đó là chuyền và di chuyển, còn người nhận bóng thì chuyền. Và cái này yêu cầu là chạm đầu tiên. Chạm đầu tiên phải giữ trong cái tầm kiểm soát của mình, chuyền xong di chuyển qua hàng đối diện. Các bạn quan sát thấy là để xếp đội hình là các bạn sẽ xếp thành hàng dọc đúng không ạ? Dạ, vâng, vâng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi một động tác tiếp theo nữa, đó là chuyền và di chuyển bóng khi mà thực hiện động tác chuyền và nhận bóng bằng lòng bàn chân. Tư thế xin bóng. Thông tin đâu? Chuyền. Chạm đầu tiên đi. Đứng ngay dưới lướt lên, đứng dưới lướt lên. Đứng dưới lướt lên. Đứng ngay dưới lướt lên, chạm đầu tiên tốt vào, không có đứng tại chỗ. Bóng người ta chèn lướt lên. Lướt lên nhận bóng. Lướt lên nhận bóng. Lướt lên nhận bóng rồi mình chèn, mình di chuyển luôn. Không có lên trước, thời điểm mình di chuyển lên. Thời điểm mình di chuyển lên, bạn ta chèn là thời điểm mình di chuyển lên. Thưa huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành, là động tác di chuyển và chuyền nhận bóng bằng lòng vừa rồi thì nó sẽ giúp rèn luyện điều gì cho các cầu thủ ạ? Cái di chuyển và chuyền nhận bóng lúc nãy thì cái thứ nhất là cảm giác cho các em mà nó có cảm giác với bóng, và các em điều khiển cái bóng nó trong tầm kiểm soát của mình, giữ bóng là trong tầm kiểm soát của mình để các em xử lý cái tình huống tiếp theo. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với biến thể thứ ba, đó là chuyền bóng theo hình kim cương. Với cái biến thể này thì sẽ xếp đội hình thế nào ạ? Cái đội hình kim cương thì mình sắp như cái hình kim cương thôi. Cái chuyền và nhận bóng theo cái đội hình kim cương này, cái quan trọng là trong trận đấu thì anh nhận bóng phải có tư thế nhận bóng. Ví dụ như mà đá bóng mình đang tấn công ở đây mà mình di chuyển ra, mình xin bóng, ê, nhận như vậy thì mình sẽ không thấy được phía sau lưng, mình chỉ nhìn ở đây thôi. Mình không thể quan sát được phía sau. Nên là tập cho các em cái chọn vị trí nhận bóng để quan sát khắp sân, di chuyển ra, mở người ra, giữ bóng xong mình quan sát được đồng đội của mình, quan sát được là mình phối hợp với ai. Cái này đây là cái chính của cái tư thế này, chọn vị trí để nhận bóng. Đổi người luôn. Qua bên kia. Bên kia qua đây. Đổi người luôn. Cái người kia chuẩn bị bóng đi. Nhận nhanh vậy. Cái người cuối cùng nhận nhanh vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với biến thể thứ tư, đó là chuyền và nhận bóng bằng lòng và sút cầu môn. Với cái động tác này, với cái biến thể này thì các bạn sẽ xếp đội hình thế nào thưa huấn luyện viên Trịnh Tấn Thành? Thì cái biến thể thứ tư này thì nó cũng như là thứ ba thôi,
mà mình có lòng vào là để cho các em kết thúc, các em cách di chuyển là và tạo cho em có cái đường truyền cuối cùng để tiền đạo băng kết thúc, tạo thêm cái hưng phấn cho các em. Và trong thi đấu thì điều này nó sẽ hỗ trợ cho các em những cái kỹ năng gì ạ? Thì trong thi đấu là những cái động tác này thì khi mà các em đối mặt với thủ môn, không phải là mình xúc mạnh mà vào, cái quan trọng là các em có quan sát, có tỉnh táo và dùng cái lòng của mình sửa vào những cái góc chết hay không. Có cái lưu ý nào khi mà thực hiện cái biến thể thứ tư này không ạ? Thì nó cũng yêu cầu như cái biến thể thứ ba thôi, cũng là tư thế rồi quan sát mở người. Và cái này nó có thêm là cái đường truyền cuối cùng, cái đường truyền quyết định đó, để cho cái người kia là di chuyển làm sao để phá bảy việc gì, tại vì hàng ngang mà anh phải di chuyển về, trong khi người ta thả khe thì anh mới băng xuống, còn nếu mà anh xuống trước thì là việc gì. Thì cái đường truyền cuối cùng đó thì cầu thủ phải lưu ý điều gì ạ? Thì cái đường truyền cuối cùng cái lực, có nhiều khi là cái khoảng cách giữa cái bóng và cái khung thành đối phương nó còn bao nhiêu mét xa, gần anh dùng lực mạnh hay nhẹ. Đấy. Và chuyền làm sao để thoát qua chân hậu vệ người ta nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi các cầu thủ của đội U13 sẽ thực hiện động tác này nhé. Ông xuống trước việc vậy rồi, có việc vậy ơi, xuống sửa bóng bằng lòng. Như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã được tìm hiểu về kỹ thuật truyền và nhận bóng bằng lòng bàn chân với sự hướng dẫn của huấn luyện viên Trịnh Quốc Thành đến từ trung tâm đào tạo bóng trẻ PVF. Một lần nữa thì xin được cảm ơn huấn luyện viên. Thưa quý vị, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội tuyển bóng đá U11 Hưng Yên đã tập trung tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để chuẩn bị cho mùa giải mới với trọng tâm là giải bóng đá nhi đồng toàn quốc diễn ra vào giữa năm nay. Về tình hình lực lượng, đội tuyển U11 Hưng Yên hiện có 20 cầu thủ và 3 huấn luyện viên. Ngoài những cầu thủ đã gắn bó với đội tuyển được hơn 1 năm, từng tham dự giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2022, thì đội tuyển còn bổ sung 10 cầu thủ mới được tuyển chọn tại giải bóng đá U10 tỉnh cuối năm 2022. Đây là lứa cầu thủ đồng đều, có thể hình và kỹ thuật tốt và có tư duy chiến thuật. Cháu chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái ạ. Đấy, luyện tập chăm chỉ và cố gắng hơn ạ, để có động lực chiến thắng ạ. Ngay sau khi tập trung thì tập thể ban huấn luyện chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch và giáo án huấn luyện thường xuyên cho các vận động viên về mục tiêu phấn đấu. Thì trước mắt thì chúng tôi sẽ phấn đấu vào vòng chung kết toàn quốc. Thì sau khi vào vòng chung kết toàn quốc thì chúng tôi sẽ phấn đấu có huy chương ở mùa giải năm nay. Thời điểm này, ban huấn luyện chú trọng cho các cầu thủ tập các bài tập rèn thể lực để lấy lại thể lực sau một kỳ nghỉ dài vừa qua. Sau đó tập trung vào tập các mảng miếng phối hợp và học chiến thuật nhằm tìm ra đội hình tối ưu. Thời gian tới, đội tuyển U11 Hưng Yên có kế hoạch đi tập huấn, thi đấu cọ sát ở một số tỉnh thành trước khi tham dự vòng loại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2023 vào tháng sau tới. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất dành cho đội tuyển. Trung tâm đã sửa chữa sân bãi, nâng cấp một số cái chỗ và cho đội bóng thường xuyên đi thi đấu các cái giải cọ sát của các cái tỉnh bạn và các cái trung tâm. Những mùa giải gần đây, đội tuyển U11 Hưng Yên luôn có thành tích tốt tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc, đặc biệt năm 2018 giành ngôi Á quân. Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dài hơi, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Việt Hưng đang hướng tới một mùa giải thành công của bóng đá nhi đồng Hưng Yên. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.